kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Macy Trần là nhà thiết kế sân khấu lần này. Tôi đã kiểm tra hồ sơ xuất nhập cảnh một tháng trước dự án. Cô có qua Mã Lai du lịch? Tôi không thấy cô gái này ở hiện trường. Jason Doãn, Doãn Lạc Tân, nửa năm trước mới từ Singapore tới Hồng Kông làm việc. Em đã điều tra, công ty Singapore nên ta làm là do người Malaysia mở. Bốn chữ Malaysia này xuất hiện rất nhiều lần trong vụ án. Ê chú Sương, mùi ga. Doãn Lạc Tân, cảnh sát đi. Doãn Lạc Tân, cảnh sát đi, mau mở cửa. Xô cửa đi. Chú Sương, khóa ga lại, đừng bật cửa sổ. Michael, cô manh mối. Chết rồi. Michael, nghe. Ống ga đã bị cắt đứt. Tìm được cây kéo này ở bên cạnh. Sếp Dư, đối chiếu chân tay trên cây kéo và chai thuốc an thần tìm được ở hiện trường đã có kết quả rồi. Tất cả đều thuộc về nạn nhân. Nếu về khả năng tự sát rất cao. Đã báo cáo với sếp tỉnh. Cảm ơn. Để trong phòng anh nha. Sao hả? Có phải có kết quả xét nghiệm vân tay ở công ty gỗ không? Phải. Gia Gia đã gửi kết quả xét nghiệm cho tôi. Xác định dấu vân tay tìm được ở công ty gỗ hôm đó thuộc về Doãn Lạc Tân. Tức là chứng tỏ Doãn Lạc Tân từng tới công ty gỗ đó cài đặt cái bẫy. Cho nên kẻ ra tay là Doãn Lạc Tân. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra bản thân Doãn Lạc Tân không có bất cứ quan hệ gì với hung thủ và Nana. Có bộ lần này có lẽ là mướn sát thủ giết người. Như vậy mới nhức đầu. Anh có biết tôi làm cảnh sát bấy lâu, khó điều tra nhất là mướn sát thủ giết người. Trừ khi hung thủ chịu khai chủ mua ra. Nhưng bây giờ hung thủ đã chết rồi, làm sao điều tra? Vụ mướn sát thủ giết người lần này có lẽ không phải là vụ bình thường. Bởi vì trước đó Cựu Quốc Cường có nói, sau khi anh ta nhận tiền thì làm việc, nhưng ngay cả ai báo với anh ta cũng không biết. Cho nên chính giữa chắc chắn không chỉ qua một tay. Muốn điều tra có lẽ còn khó hơn. Tôi nhớ Cựu Quốc Cường có nói, những người tham gia chuyện này có một số có thể không còn ở Hồng Kông. Vậy thì càng khó điều tra hơn. Hãy đi. Bây giờ bắt đầu kiểm tra. Nạn nhân Doãn Lạc Tân, 35 tuổi, nam giới. Báo cáo của cảnh sát, bước đầu nghi ngờ nạn nhân cắt ống dẫn ga, sau đó uống thuốc an thần tự tử. Bước đầu hoàn chỉnh. Bây giờ kiểm tra bề ngoài thi thể. Bề ngoài thi thể không có vết thương, không có dấu hiệu ẩu đả với ai. Trên cơ thể của nạn nhân có thi ban thể hiện màu hồng, trùng khớp với báo cáo của cảnh sát đã nói chết do trúng độc carbon monoxide. Nhưng mà tôi cảm thấy hơi lạ. Tôi cảm thấy nạn nhân có vẻ sạch sẽ quá mức. Bởi vì hình như anh ta muốn trước khi chết gội đầu, tắm rửa, cắt luôn móng tay, làm như muốn cố tình tẩy gội tất cả dấu vết đã tiếp xúc với người khác. Ghi chép thông tin kết thúc. Sếp à, em đã kiểm tra camera của thương xá gần căn hộ của Doãn Lạc Tân. Cây kéo và thuốc an thần đều do anh ta tự mua. Ừ, nếu là như vậy thì phù hợp báo cáo của pháp y và pháp chứng. Vụ án điều tra tới đây, hèn chi bấy lâu giống như bị bức tường cản lại. Em còn điều tra được, anh ta từng gửi vào ngân hàng một số tiền là 300.000 tiền mặt. Sau đó đem số tiền này và tích lũy của bản thân anh ta chuyển hết vào tài khoản của vợ anh ta. Liên lạc được vợ của anh ta chưa? Em về rồi. Thì ra nửa tháng trước khi Doãn Lạc Tân tự tử, vợ của anh ta đã bay qua Canada di dân rồi. Ừ. Chắc chắn Doãn Lạc Tân đã nhận tiền cấp dưỡng. Sau khi ổn định vợ con của anh ta,
sau đó mới tự tử. Nhìn nét mặt của anh cũng không có gì tốt. Tôi kêu cậu Sương tới ngân hàng kiểm tra, lại đã chuyển 300.000 vào tài khoản của Doãn Lạc Tân. Camera quay được là bản thân Doãn Lạc Tân. Chà, vậy tức là giao nhận tiền mặt rồi. Đám người này làm việc cũng rất cẩn thận. Phía hai người có tìm được manh mối gì không? Trên người anh ta không có vết thương. Tôi đã kiểm tra móng tay của anh ta, không thể chứng minh anh ta có tiếp xúc nào với người khác không. Nhà của anh ta cũng đã tới rồi. Đồ cũ đã gửi qua Canada từ lâu. Cái mới chỉ có dân tay của Doãn Lạc Tân thôi. Bây giờ tôi chỉ còn lại manh mối Doãn Lạc Tân này thôi. Nói bóng nói gió với tôi sao? Muốn ăn cái gì? Thôi vậy đi, để tôi tới nhà của anh ta coi thử coi sao. Cảm ơn nhiều. Khả Lạc, không có gì chứ? Em sợ đứa nhỏ không được. Nè, cô có nhầm lẫn không nói những chuyện này? Không phải em nói đứa của chị, em nói đứa ở ICU. Lúc nãy em kêu chị tới bệnh viện thăm họ. Em nghe bác sĩ nói với ba của đứa nhỏ, nó là đang cấp cứu. Bây giờ đứa nhỏ sao rồi? Em cũng không biết, ba của nó nói chuyện lấp la lấp lửng. Nói cái gì tim của đứa nhỏ từng ngừng đập. Đứa nhỏ chưa chào đời đã chịu nhiều khổ cực. Đúng là thê thảm. Ba đứa nhỏ mới gửi tin. Bác sĩ nói cấp cứu vô hiệu. Cách đây nửa tiếng, đứa nhỏ không còn nữa. Cô làm ơn nói cho cô Nana biết một tiếng. Cô thật sự rất tốt, rất quan tâm Becky và đứa nhỏ. Dư Tinh Bách, anh về đúng lúc lắm. Tôi có chuyện muốn bàn với anh. Bạn ở đây sao? Ở đây được rồi, nhanh lắm. Bây giờ tôi có một vụ mướn sát thủ giết người muốn bàn với anh. Nếu sau khi bắt được hung thủ, có phải cảnh sát trước thích làm việc chậm chạp, sau đó đóng hồ sơ đúng không hả? Nghe cách nói của cô rất bất mãn với cảnh sát sao? Tức là kẻ giết người đã bắt rồi, kẻ mướn sát thủ thì có thể sống ngoài vòng pháp luật đúng không? Đương nhiên không rồi, cô phải dành thời gian cho cảnh sát làm việc chứ. Sếp Dư à, tôi thật sự không ngờ con người của anh là vậy. Bây giờ tôi đang nghiêm túc với anh giả lãi với tôi. Thực ra tôi có thể giúp được gì cho cô? Nếu hôm đó tên hung thủ thực sự giết tôi thì tất cả mọi người đều biết chủ mưu là ai, không lẽ anh đoán không ra? Pháp chứng chúng tôi làm việc không có đoán. Không phải là người của họ Lý, tôi thật sự không nghĩ ra còn người nào. Người nhà của bạn trai cô? Là bạn cũ. Là cũ, ok. Họ Lý ở Malaysia, sợ sao? Sợ, sợ lắm. Nè, khoan đã, tôi chưa nói xong. Nana, em đi đâu vậy? Tôi đi tìm má anh. Bây giờ em tìm má anh làm gì? Tại sao tôi tìm bà ta? Anh biết tại sao mà. Anh biết thì có ích gì? Nhưng mà anh lo nhất là hai người. Nè, tôi và anh không cần ăn nói vòng vo nữa. Đừng có phí thời gian, có gì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời được chứ. Nè, em cũng biết mà, anh không thể quyết định được. Em hỏi anh chuyện gì cũng vô ích thôi. Tôi không cần biết anh có thể quyết định hay không, tôi chỉ muốn biết sự thật và chân tướng thôi. Hôm đó tôi quay quảng cáo, tại sao anh lại ở hiện trường? Ông chủ làm quảng cáo đó vốn dĩ anh cũng quen mà. Họ nói với anh là em làm quảng cáo nước hoa cho nên tới tham quan thôi. Hợp lý mà. Không hợp lý. Anh nói anh tới tham quan chứ gì, tại sao không tới gặp tôi? Hôm đó anh thấy chuyện nghiêm trọng tới như vậy, vừa có người bị thương, vừa xe cấp cứu, hỗn loạn quá, nên anh đứng lại một lát, rồi bỏ đi. Ok, thì ra là vậy. Nè,
Anh làm gì vậy?